Cho nên cứ mỗi một tuần ấy, thì học kiến thức cứng, thì tuần này học kiến thức cứng, thì tuần sau múc kiến thức mềm, xong lại nhảy sang kiến thức cứng, xong lại nhảy sang kiến thức mềm. Thế là mấy cái anh ấy, quản trị bản thân là tuần sau học, 9 phần là ở phần mềm, nhưng phần mềm chỉ có thể tồn tại trên phần cứng, vì phần cứng là 12 bài ông học chậm lắm. Nhưng đến phần mềm á, nó chiếm tới 9 phần của thành công để sử dụng cái cứng này, thì ông lại trốn học. Vì ông ấy có một tí kiến thức đường đời, ông ấy tưởng ông ấy ngon. Đấy, cái trốn chết rồi chứ. Cho nên là mỗi một sự kiện, đến cái bài sau mà không học thì chết. Người ta là phải rút, nhưng mà rút thế nào? Càng vào sau mới càng thấy. Càng lớn đầu thì càng ngu, vì dính rồi mà không biết rút. Rút ra cái gì? Nếu rút được thì cái sự kiện trong đời mình nó trở thành ông thầy. Cho nên người ta gọi là thầy đời, thằng nào cũng nói thế, mà thầy ngay bên cạnh không bao giờ nghe, cứ liên tục dính. Ai thế thì bài sau nó bổ trợ cho bài này, nó tạo nên một cái kết cấu và tạo nên một lâu đài kiến thức. Mà trong lâu đài thì nó có cái móng, cái tường, cái kèo, cái cột, cái đinh, cái mộng. Mỗi một môn thì nó đóng vai trò ở một chi tiết đó. Đòi kiên trì thì nhấn lại. Thế ông thầy đã nói rồi, mày đụng cái gì cũng được, tha hồ cãi nhau về vấn đề, nhưng đừng đụng vào con người. Trong đàm phán cũng vậy, không nghe. Thế bây giờ mới lại tiếp tục trong con người. Mày tha hồ nói lý, nhưng mà lý lẽ nó chiếm có 1/10. Còn 9/10 ấy, người ta đều hành xử trên nền tảng cảm xúc. Cho nên trong con người thì đụng vào lý cũng được, nhưng đụng vào cảm xúc thì mày chết. Và kết quả cái môn nịnh bợ nó sinh ra từ đó. Cho nên người ta buộc phải nịnh bợ, chứ còn đi cấm nịnh bợ là một cái phi logic. Bởi vì không nịnh bợ là nó chém. Cho nên là lúc đó nó không liên quan tới luật pháp, mà liên quan tới luật đời, liên quan tới luật đạo đức. Cho nên nó kinh khủng lắm ấy chứ không phải. Đụng vào cảm xúc người ta là chết, mà nó rất trừu tượng. Thế mà cái phát triển bản thân là tôi xoáy và tôi dạy những cái đó. Bởi vì á, thực tiễn và lý luận nó chứng minh. Cho nên ngày xưa là nó ngồi đó, cứ đúng lễ Tết, ngày rằm, ngày lễ là phải mang sơn hào hải vị, phải mang gái đẹp, rồi mang con gái của mình sang cống cho nó, để dịu cái cảm xúc. Đừng có mang lý đúng và sai ra đấy, không cúng là nó bầm. Và kết luận lại cà phê buổi sáng, ai dám nói các anh chị tồn tại từ nay đến cuối đời? Không tồn được đâu. Tồn tại nghĩa là nằm trên mặt đất ấy, đừng nói phát triển. Đa số các bạn sẽ nằm âm dưới lòng mặt đất, chứ không phải đứng trên mặt đất. Đứng trên mặt đất chính là anh chạy Grab. Đời các bạn mà bằng thằng Grab, bằng anh bảo vệ, tao đâm đầu tôi chết liền ấy. Thế mà đi coi thường người ta. Đấy, phải học bằng được trước khi nói đến chuyện hoành tráng. Trụ lại đã. Đấy. Mà tất cả tấm gương ấy thì cái buổi sau chúng ta học để chúng ta, để chúng ta rút ra cái gì. Cả thế giới nó bị rồi mà cứ ngông nga ngông nghênh. Thế bây giờ học bắt đầu, thế thưa anh Đạt là anh chán chưa? Dạ chưa, thầy em còn rất là ham học, càng học thấy còn ngu quá, phải học thêm nữa thầy. Ừ. Anh có tin một chân lý là càng học nó càng ngu không? Ngày xưa không hiểu, bây giờ mình càng học càng thấy nhiều cái mới, càng thấy mình ngu nhiều quá. Cái gì hay ta? Bây giờ bài giảng tôi vẫn nói hết rồi, sau đó tôi phân tích tất cả cái lũ tụi bay đi coi thường đàn bà. Ta sinh năm 95 mà nó lừa mấy thằng 59 như chó. Tất cả là từ cái sự chúng mày coi thường người khác.
Cho nên đến phần nghệ thuật quyến rũ thì ta sẽ nói đàn bà nó sinh ra một cái bản năng chống lại sự tàn khốc của lũ đàn ông, thông minh hơn, dài hơi hơn và cơ bắp hơn bằng một cái công cụ. Thế nhưng mà công cụ các chú nghe, các chú có học đâu, thao túng tâm lý. Và thao túng tâm lý chỉ là một dạng của nghệ thuật quyến rũ. Nó dùng đòn mềm, nó luộc liên tục. Luộc thân xác, luộc tiền, luộc trí tuệ các chú luôn. Đấy. Thì bây giờ bạn mới hiểu được cái thằng Duy lớp mình ấy, vào cái về từ Cà Đạ về cứ thế là hút. Vì nó lại tưởng là hoa hồng. Đấy. Không học là chết chứ. Ở dưới cái bộ mặt rất là dẻo quẹo như vậy là một nhân tâm ấy. Và bạn nhìn thì bạn sẽ thấy con người là con tẩm nhất trong mọi loại động vật. Bần cùng thì nó mới nhiều tài năng vì nó đẩy tiềm năng ra. Thì bài sau chúng ta sẽ học tiềm năng con người là vô tận. Nhưng vì bạn chưa đẩy vào cái trạng thái bần cùng thì bạn chưa bật được tiềm năng. Mà nói thế nào thì nói, cứ nói phét thì và cái tiềm năng của con người nó chả hơn người khác cái gì cả. Nhưng nó khi nó dỗ bần cùng thì lập tức nó có phản xạ, nó chống lại sự tàn khốc. Vẫn không hiểu. Hay đấy. Thấy chưa? Cà phê buổi sáng hay chưa? Đó. Còn thằng Khoa mày ngồi mày cười cười cái gì? Chào thầy, chào các anh chị. Sáng ra để lấy năng lượng, thì thế. Cho nên là đến bài sau á, bởi buổi sáng ra một cái đầu tiên ấy là nằm 3 phút rồi hãy vùng dậy. Bởi vì y học bài vùng dậy ngay là cực kỳ nguy hiểm. Sau khi vùng dậy thì động tác đầu tiên là thái độ phải cởi mở và chuẩn bị đón toàn bộ thông tin trong ngày. Thế càng học càng sâu. Sau đó thông tin trong ngày là cập nhật liên tục. Từ chuyện chính trị cho đến cái chuyện con sinh năm 95. Sau đó trước khi đi ngủ tổng kết lại cái cuối cùng. Hôm nay mình nhận được cái gì? Bạn làm liên tục 3 đến 6 tháng bạn đã trở thành một kẻ khác. Còn các bạn cũng đọc. Nhưng mà đa số là không đọc. Đọc xong vứt đi. Thì mày có 110 tuổi mày vẫn chỉ là thằng trẻ con. Dần dần ngay tuần sau tôi sẽ dập chứ. Càng học thì các bài về sau nó có tính tổng kết. Tổng kết. Nhưng rất tiếc là cả thế giới nó dính rồi. Chứ không phải mấy ông mặt hạng ở trên TikTok đó. Lên thỉnh thoảng nói được câu vơ va vơ vẩn. Đây đằng này kiến thức hệ thống phải làm. Thế đấy. Chào anh Hưng à. Người học rất là gương mẫu chịu khó. So với các bạn ở Việt Nam thì các bạn đang học ở cái giờ sinh học là ban ngày. Đằng này mình lại phải học ban đêm. Thế thương quá. Cảm động quá. Phục quá. Dạ, em xin kính chào thầy và xin chào các anh chị. Thế con chỉ có nhận cái lời cảm phục của Lê Thẩm Dương không? Thì cái này em thấy cũng bình thường thầy. Bình thường đâu. Tôi thấy ông vĩ đại thì tôi mới thấy. Tôi nhớ ông thì không làm được chứ tôi phải nể. Thầy làm cho văn hóa rồi. Đâu. Một là do ý chí. Cho nên quyết thức là thức đến 3-4 giờ đêm học. Hai là do chán đời. Cả hai trường hợp Lê Tẩm Dương đều phục. Thế thì do ý chí hay là do chán đời? Em lại có một góc nhìn khác. À, một option khác. Rồi ok, góc nhìn gì? Thế là phần là được học những kiến thức của thầy. Ừ. Thứ hai là em nhìn thấy em là bố, em là mẹ em. Ừ. Em cả những cái
cái tư duy của khi mà em được sinh ra lớn lên, được nuôi dạy, được huấn luyện thì cũng đều được hoàn tất trong cái bài thầy giảng, như là cái tư tưởng của thầy dạy. Cho nên cũng một phần là tại sao mà em không hề đọc hay là đoán trước các tình huống liên quan tới sự thi mà thầy giảng thì em có cái sự cảm nhận. Nhưng mà hy vọng là buổi sau thì Hưng sẽ phải gạt lịch cố gắng học. Vì đợt sau nó đẩy, cái bài sau nó đẩy đến tận cùng. Càng về sau nó càng sâu. Đến tận cùng của nghệ thuật thuyết trình, tức là nghệ thuật để thuyết phục người khác, lôi kéo người khác và gây ảnh hưởng với người khác. Nhưng người ta đạt đến chỉ số nghệ thuật thì mới tồn tại thế kỷ 21 được. Mà khi đạt đến nghệ thuật rồi thì lúc này thuyết trình để thuyết phục nó đạt tới chỉ số quyến rũ của nó. Đấy, cái thuật ngữ quyến rũ nó nằm ở đó. Và tất cả các nguyên thủ của ngày nay, lãnh đạo ngày nay thì 10 phần ấy, thì hơn 9 phần là nghệ thuật về cảm xúc. Chứ lãnh đạo bây giờ mà dở mày tao giỏi hơn mày như ngày xưa, tao mạnh hơn mày như thời Quang Trung là thua rồi. Vậy thì phải đạt đến chỉ số lôi kéo, ảnh hưởng bằng thuyết phục. Nhưng thằng nào cũng lôi kéo thì mình phải đạt đến chỉ số nghệ thuật của nó. Và nó đạt đến nghệ thuật của nó thì lúc đó nó là đỉnh cao của quyền lực. Nó gọi là đỉnh cao của gây ảnh hưởng. Đấy, thì nó sinh ra cái chữ quyến rũ. Thế mọi người lại hiểu quyến rũ như thằng Duy lớp mình nó hiểu là quyến rũ là đi quyến rũ gái, không phải. Đây. Ở một nghĩa hẹp nhất thì nó cũng đúng luôn, nhưng mà không phải chúng ta học với chủ đích đó. Đấy. Hay lắm. Thế tuần sau cố gắng học nha. Cho nên cứ mỗi một tuần ấy thì học kiến thức cứng, thì tuần này học kiến thức cứng thì tuần sau múc kiến thức mềm, xong lại nhảy sang kiến thức cứng, xong lại nhảy sang kiến thức mềm. Thế là mấy cái anh ấy, quản trị bản thân là tuần sau học, 9 phần là ở phần mềm. Nhưng phần mềm chỉ có thể tồn tại trên phần cứng. Thì phần cứng là 12 bài ông học chậm lắm, nhưng đến phần mềm á, nó chiếm tới 9 phần của thành công để sử dụng cái cứng ấy, thì ông lại trốn học. Vì ông ấy có một tí kiến thức đường đời, ông ấy tưởng ông ấy ngon. Đấy, cái chỗ chết rồi chứ. Mà anh Trọng anh bảo thế, thầy giới thiệu một tí đi, tôi chưa giới thiệu tí nào. Đây là tâm sự thôi. Nhưng mà khi giới thiệu thì nó lại mang màu marketing, mà tôi trùm marketing, tôi nói thiệt. Nhưng tôi lại không thích làm. Tôi thích câu như sinh viên tự nó nhận thức được. Đấy. Thế tôi bảo anh Trọng là thôi kệ nó, thằng nào ý thức được thằng ấy học, mà lúc ấy nó học nó mới sướng. Chứ còn các giám đốc mình có nhiều ông dở lắm. Và tôi vẫn nói với anh Trọng, công nhận lớp mình ít nhất là Nguyễn Việt Hưng và thứ nhì là Tô Văn Đạt. Đấy là thứ nhất ấy, là những người cực khôn, bởi vì lớn rồi, nhiều kinh nghiệm rồi, có thể làm thầy người ta rồi, ở trong công ty đi nói với lính là thầy rồi, mà họ vẫn học. Xong đến cái tầng 2 là tầng thằng Khoa, tầng thằng Lê Văn Sáng, vậy đấy. Rồi là tầng thằng Lê Cú Hoàng cũng đi dạy vân vân. Thì tầng đó là tầng khôn thứ hai. Các bạn hãy tỏ ra khôn thì các bạn sẽ khôn thật. Chứ còn đằng này có tí kinh nghiệm, có tí tiền mà không học mà chết. Vậy thì cà phê sáng ấy, nói tào lao rồi khen tí. Nhưng mà hai anh ấy thì ở tầng 1 ấy, thấy có vẻ như là thái độ thiện chí lắm. Còn cái tầng 1 thì lại thêm ông Nguyễn Văn Hải, nhưng đặc điểm nó khác. Thì vừa học vừa phán. Ây, láo kinh.
cái gì Hải, tôi nói thì ông thích gì, ông thích chửi nhau tôi chửi này. Em đồng ý là một nhưng em không phản đâu. Cho nên sau này dần dần mình mới thấy là đọc sách học bài thì cái phần mở bài nó quan trọng lắm, phần tài liệu tham khảo quan trọng lắm, góc nhìn của ai, kiến thức có cập nhật không, hiện đại không, rành mạch không. Nhưng phần mở bài là người ta định đưa vào cái khe nào mà trong não các bạn đang bị thiếu. Thì não các bạn là nó bị thiếu nghiêm trọng. Thế là các bài giảng ông thầy đầy ý đồ. Tôi là chùm với sư phạm, khép vào. Nhưng mà khi mà nó khít ở vòng ngoài rồi thì bổ cái vòng sau của quả cam ấy, thì não các bạn ở chiều sâu ấy lại thiếu một loạt khe nữa. Xong bổ một tầng nữa vào tầng đáy ấy, thì cuối cùng cả đời chỉ chốt có một câu thôi, thì cái lõi không nắm được. Thành ra còn nhiều tầng học lắm, yên tâm. Còn tầng bây giờ là não phải giáp các ô vào, nhưng đằng sau cái tổ ong lại một tầng nữa, đánh sâu nữa, xong lại một tầng nữa, đánh sâu nữa, cuối cùng chốt bạc cuộc đời là vậy. Thì lúc đó các bạn mới có một cái lâu đài kiến thức. Nội thất thì ngon, mà ngoại thất thì hoành tráng. Đấy. Thì ý đồ bài giảng nó chạy. Trường Doanh Nhân PR.